Em xin chào tất cả anh em chơi Zario các xe trên toàn quốc. Hôm nay em giới thiệu đến anh em một siêu phẩm của Hitachi. Hãng Hitachi các bác nhé. Mang model là TRK-5140 này. Rất đẹp luôn. Máy hàng nhập bay về đẹp xuất sắc. Bác nhìn cái vìn của nó này. Rất chi là đẹp. Lưới loa tổ ong. Đây, các bác nhìn này, xi mạ này. Nó thiết kế hai viên chỉ này, hai viên chỉ hai bên này. Cho nó thể hiện một con máy cực kỳ đẳng cấp. Các bác nhìn xi mạ này. Sáng bóng soi gương luôn nha. Xi mạ tay sách này. Đây. Rất đẹp. Xi mạ tay sách này. Các bác nhìn nha. Một cái máy cực kỳ đẹp. Có chất âm cực kỳ hay. Thiết kế lưới loa tổ ong. Đây, cái này là cái bụi ở trong đang còn trắng đấy nha. Em vệ sinh chưa hết. Lát này em sẽ vệ sinh hết cho các bác. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em số điện thoại 0867029505. Số đây cũng là số Zalo luôn. Nó đang hiển thị ở trên màn hình nữa các bác nha. Các bác gọi cho em hoặc là nhắn qua Zalo cho em số đấy. Bây giờ em sẽ đi vào phần test âm thanh cho anh em nghe qua một chút này. Em sẽ cắm vào điện này. Em đã cắm điện rồi. Đồng hàng xóm ông lại đang hát karaoke này. Bật like này. Mở to này. Con này thiết kế hai vu anh em nhé, em mở nhỏ lại nè. Thiết kế hai vu, một vu là vẩy của các xét này và một vu của dùng cho mic này, tuner này, bass này. Đây trên đây, trên đây nó có thể hiện các bác nhá. Đấy, nó có thể hiện hết. Trên máy đây nó có thể hiện hết này. Vu này dùng để chế độ băng. Đấy, còn này là chế độ tuner. Vu này có chế độ tuner tức nghĩa là radio đấy. Bao rằng hoa trong tàn em lo sợ tình ta sẽ mưa và anh nói rằng tình mãi không xa hoa này là đóa hoa em trong lòng tay yêu mến em không bao giờ xấu. Để tâm hồn nặng câu anh hứa mang về mùa xuân bất tận ở trên má em. Nhưng xin em đừng quên từng đêm súng vang về trong giấc ngủ say. Trái đầu phải này. Đấy. Các bác nhìn nha. Đấy, tua này. Cơ rất khỏe và êm nhá, êm ru luôn. Bên lòng vì kẻ trắng tay, tôi xin chúc em ngày mai hoa gấm ngọc ngà luôn bay quanh em cả một đời. Tim tôi duyên kiếp luôn giờ gian nên chốt đời. Đó là phần băng. Em sẽ test sang phần radio nhá. Qua nhất là những dịp kỷ niệm ngày radio con này FM và những cựu binh năm xưa FM 90 nhưng mà em đã dò lên 108 rồi các bác nhá. Không thể đấy, quên. Em đang mở chế độ FM này. Đấy, đang để FM này. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Đây có đèn rò radio này.
đây này. Chiều nay, chuyên cơ chở Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cùng đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Nhật Bản đã hạ cánh xuống Tân Sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sinh ngày 29 tháng 7 năm 1957 tại Tokyo. Ông tốt nghiệp khoa luật Đại học Odeshi, sinh năm 1982. Tháng 9 năm 2021, ông giữ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP. Vào tháng 10 năm 2021, ông là Thủ tướng thứ 100. Tháng 11 năm 2021 đến nay, ông là Thủ tướng Bản. Hiện ông Kishida vẫn đang là Tổng Thư ký Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Việt. Đấy, các bác giờ nhìn cái vụ này giờ nó mới nhảy này. Fumio trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm 2021, đồng thời để đáp lễ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Hàn Quốc. Chuyến thăm vào tháng 11 năm 2021, chuyến thăm nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đi vào chiều sâu, thúc đẩy triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tăng cường sự tin cậy chính trị Việt Nam-Nhật Bản và quan hệ tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trên cơ sở. Sóng rất khỏe anh em nhé, vì ở trong nhà này, em đang ở trong nhà nhưng mà không cần phải kéo anten này. Đấy, anten này. Hôm nay tại Đồng Tháp, Ban tổ chức diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP vùng đồng bằng sông Cửu Long tổng kết công tác tổ chức và công bố sản phẩm đạt giải hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tin của phóng viên Phạm Hải. Mở sang AM này. Hội thi sản phẩm OCOP tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cây sấy, cà sen, Dota Lotus thượng hạng và xoài sấy dẻo. Các sản phẩm được chứng nhận mang tính đặc trưng vùng miền, có mẫu mã bao bì đóng gói theo tiêu chuẩn quy định. Ông Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, qua diễn đàn lần này, Đồng Tháp luôn mong muốn kết nối hợp tác cùng các địa phương trong vùng, trong đó có phát triển chương trình OCOP. Không hay biết về chuyện ấy. Nếu họ biết được như vậy, thì sự trân trọng của họ đối với những thành công mà Volca đạt được sẽ tăng lên biết chừng nào. Volca muốn khoe cả những thành công sư phạm của mình. Không phải người nào cũng có thể khoe là đã dạy được một ông thần biết chữ. Nhưng em đã kịp thời kìm lại. Thầy Pavel trịnh trọng nói, nào Volca, thầy chúc mừng em được lên lớp 7. Dây nguồn zin theo máy luôn các bác nhá. Em hãy nghỉ ngơi cho đến tháng 9. Hãy bồi bổ sức khỏe. Chúc em mạnh giỏi. Cảm ơn thầy Pavel. Volca trả lời nghiêm chỉnh như một học sinh lớp 7 cần phải trả lời. Chào cô Vakvara ạ. Chào thầy Sergey ạ. Lúc Volca đi thi về, ông khúc ca bít băng radio thoải mái dưới bóng cây sồi to lớn và đang đọc lầu lầu Virginia nghe báo sự thật thiếu niên tiền phong. Mình thi xong rồi, được điểm 5. Volca thì thảo báo tin cho cậu bạn của mình và nằm xuống bên cạnh ông Khốt Ta Bít. Cùng một lúc, em cảm thấy ít nhất là 3 niềm vui. Có những kênh nước ngoài này. Đó, phóng viên thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin. Tổ ong lớn nhất Việt Nam được trưng bày ngay tại lễ công nhận. Tổ ong có kích thước 2,2 m x 1 m, chứa khoảng 10 lít mật và khoảng từ 1,5 đến 2 kg phấn hoa. Tổ ong này thuộc về điểm du lịch sinh thái cộng đồng 10 ngọt, xã. Đấy, gạt sang bên đây là chế độ băng này. Đẹp đôi như tim tôi vẫn lạnh lùng, trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần ở đây. Có chế độ AUX luôn các bác nhá, cắm line in, TV, điện thoại, máy tính vân vân này. Nhưng mà nó cắm bằng jack 1.5. À, cắm bằng đầu jack 3.5, nhưng mà đầu jack 3.5 hiện tại em không còn. À, em đã có thử qua bằng đầu jack bông sen chuyển đổi sang jack 3.5 thì đều hoạt động ok nhá. Đấy, cam kết với các bác là như vậy. À, còn để mà cắm bằng hai đầu 3.5 cắm bằng điện thoại thì hiện tại hai cái đầu jack hai đầu đấy em không còn. Jack hai đầu đấy nó bán ngoài thị trường mấy chục nghìn cái thôi. Video ở dài đây em xin kết thúc ở đây. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em số điện thoại 0867029505 đang hiển thị ở trên màn hình nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo.